Khang Mẫn từ xe đạp điện xe máy. Hôm nay mình sẽ thiệu cho các bạn một mẫu đi bao xét quan đến từ thương hiệu Đài Loan. Và mẫu này là màu rất là độc, đúng không? Màu này màu đỏ mặn nha. Và nói về hàng xe, tổng quan xe thì xe được thiết kế rất là hoàn hảo, bắt mắt luôn. Nó về màu sắc và về vi đông thì sẽ cái bộ đi dông trần lò đường hai nó đứng ra ngoài rất là mẫu luôn, đi bao luôn nha. Thì nắng zin thì xe nó nắp có nút thành chỉnh ở đây đây. Nó tùy theo cái bạn muốn xài thế nào thôi. Mình thì mình chỉ xài vừa tay thôi để mình lực thắng nó dễ hơn. Nó lực thắng thì nó là thắng dầu trước và sau luôn. Nó về thằng mặt kính đồng hồ nó cho bộ đồng hồ full led. Nó đây. Đây, như vậy mức này là mức pin tiêu thụ. Cái phần mẫu trước thì cái mẫu nó được thiết kế rất là đẹp. Chắn gió rất là hợp và nên là tiêu chuẩn đi bao. Nó một con chó. Rồi kề okay. Hàng xe thì xe được có rất là đốc đảnh, đèn xi nhan, rồi nó đèn, rồi và đây sẽ là xi nhan nó rất là sáng. Mình đem là bao còn không? Rồi nói về phần giảm sóc thì nó giống như hình xe máy mình đánh giá cao là nó là phần của xe đao, là phần ngược. Nó về phần mình bản ba thì được thiết kế rất là to, nó rất là chắc chắn và tiêu buộc rất là bự luôn. Nó mang một cái hướng rất là hầm hố. Và đây mình thanh nắng nhất là về phần thắng đĩa xe. Được thắng đĩa thì nó cái vành xe nó bao hết vành luôn, và thắng đĩa này độc nhất là nó sẽ bắt từ trong ra, nó vẫn cho một cái lực thắng rất là tốt. Đó. Rất là không lý cái chỗ này, và không phải xe nào cũng có đâu nha, chỉ có riêng dòng này thôi. Và về thì về rất là to, nó bỏ thì là bỏ không được, và mang về trên da cũng từ Đài Loan, nó rất là đẹp. Size của nó thì là 90 30 12, còn bánh rất là to nha. Rồi cái phần gác chân thì nó sẽ có được nhiều cách để chân tùy ý, ví dụ như mình có thể để phía sau và phía giữa. Và trước thì này phần rất là rộng, mình có thể để theo tỷ lệ của mình. Và ở phía sau thì nó riêng biệt, trước nó là nhôm khói và chắc chắn. Và nhựa thì nó làm rất là đốt cạnh, nó về áo nè. Và đặc biệt thằng này sẽ là thằng chuyên rời, nó rất là đi máy nè. Rồi đây mình sẽ mở cho các bạn xem đây. Có xe thì cũng khá là rộng, này cái hộp để cho theo kèm chặt như cái gì. Rồi đây sẽ là sạc của nó là 60W 20A, và nó sẽ có một cái gọi là đèn để đi kèm theo để khi mình mở cốp ra nó sẽ giúp mình lấy đồ rất là dễ dàng. Và ở đây một cái cổng sạc USB, cũng đây là để sạc điện thoại được nè, khi mình sạc mình để sạc điện thoại như vậy mình đóng cốp lại, nhớ đừng mất xe nha. Rồi cái này là giờ nó thêm nữa là phần cầu chì. Về phần cầu chì á thì nó dùng để tắt hoặc là mở ngắt nguồn điện khi mà mình ngưng sử dụng một thời gian, ví dụ mình đi du lịch tầm khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần thì mình sẽ tắt nó đi, không cho cái nguồn điện truyền vào xe. Như truyền vậy như nó sẽ hết pin á, mình không sạc cái lại á thì nó sẽ bị chết pin luôn. Và cái đó thì đổi thì một bộ pin thì rất là đắt. Đó, và cái này là cái công dụng mà để mở cốp sau. Cốp sau thì nó cũng không có gì hết. Đó. Rồi để cho đẹp. Rồi cốp sau ngồi cũng rất là thoải mái nha. Rất là dày. Rồi, đóng lại nha. Rồi tạm thời để đây nha. Rồi, đóng cốp. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ nói thêm về cái file dắt được thiết kế rất là cầu kỳ luôn, nó rất là sắc luôn. Đây tay nắm rất là thoải mái, rất là chắc chắn nha. Đó, đây một rất là góc cạnh luôn, cú rất là đẹp, mình đánh giá cao được chi tiết này. Đó. Rồi nói về phần sau thì buộc mang hành trình buộc rất là dài, giúp cái độ cái hành trình của mình đi thoải mái khi mà ba vào cái đường đá hoặc là cái đường ổ ra nọ, nó tránh cái tình trạng sốc
cũng rất là êm. Đây bình dầu, và như mình nói thì dĩa thì tháng sau cũng là tháng dĩa, và heo thì diêm theo xe đó. Giỏi, cũng là Kenna luôn, không thì mình nhôm nha, tắt này chắc chắn đó. Gắt thì bắt cuộc trong luôn, mà phân này phân nữ, cái chết là phân nhựa chứ không phải là phân nhôm nha. Đó, nó cũng là nhựa tốt á, và nó có thêm một cái không gian sâu nữa, khi mà đèn xe chiếu vào á thì nó sẽ sáng lên, nó báo hiệu cho đèn cho người dưới là có xe mình. Và đây xe có nào cũng có đèn mi, đèn mi này là nó là full led. Đây mình sẽ tặng cho coi nó có thắng thì nó sẽ sáng này, đèn sáng được tắt đây sáng này, và sẽ sáng mờ, tắt lên thì nó sẽ có thắng sẽ lên là nó sáng rất là đỏ. Rất là sáng nha. Nó thì là rồi không thích hợp theo cái máy mà làm rồi rất là đẹp. Còn xe này thì đi bộ motor thì 1.000 W, thì nói thì tổng quan xe thì xe được chứa 5 bộ bình ắc quy 12-20 cộng lại là 5 bình là 460V và vẫn là 12A nguyên, và trung bình xe đi được trong khoảng là dao động từ 80 hoặc 90 cây, tùy theo mình chạy hoặc có được chở tải được không. Ví dụ như một người sẽ trung bình có thể là 90 cây, rồi khi có tải lên thì nó sẽ tầm khoảng là 85 hoặc 80, nó tùy theo trọng lượng rồi. Và nếu như một lần sạc á trung bình nó tầm khoảng 8-9 tiếng hoặc có thể 10 tiếng, tùy theo mình sử dụng nhiều đất nữa. Và nếu như xe thì trung bình đi rơi vào khoảng tầm khoảng 50 hoặc 60 km/h. Rồi về tổng quan xe thì nó như thế, thì bạn thấy kênh mình bổ ích, bạn có thể like, subscribe, hoặc để lại bình luận bên dưới cho mình biết.